Có rất nhiều người nói là em không có nghiện à, ví dụ như nghiện điện thoại là một cái nghiện, ok, nghiện công việc là nghiện, nghiện nói xấu là nghiện, nghiện bám là nghiện, nghiện shopping là nghiện. Còn cái thứ ba, cái nghiện này tất cả chúng ta đều có mà mình không hề biết. Và thực ra nếu mà các anh chị không đến lớp này, các anh chị cũng chẳng biết là các anh chị nghiện. Câu hỏi số 2, cách gieo hạt để người thân bỏ hút thuốc lá. Bản chất của việc hút thuốc lá là cơn nghiện. À, cái này sẽ được giải quyết trong năng lượng kim cương cấp độ 6. Toàn bộ cấp độ 6 là giải quyết cơn nghiện. Chúng ta có 3 loại nghiện. Đầu tiên là nói về nghiện, chúng ta có 3 yếu tố để cấu thành nghiện. Yếu tố đầu tiên là nó hại mình. Yếu tố thứ hai, nó sẽ hại người khác. Và yếu tố thứ ba là không thể dừng. Hội đủ 3 điều kiện này được gọi là nghiện. Ví dụ hút thuốc lá, nó có hại mình không ạ? Nó có hại người khác không ạ? Và nếu mình lặp đi lặp lại mỗi ngày thì gọi là nghiện. Còn nếu mà thỉnh thoảng mình hút một điếu thì không gọi là nghiện. Nó vẫn hại mình, vẫn hại người nhưng nó không, mình có thể dừng thì không nghiện. Làm việc, có những người họ làm việc không hại ai cả mà có tạo giá trị cho xã hội thì cái đó không gọi là nghiện. Cho nên là hội đủ 3 yếu tố, hại mình, hại người và không thể dừng thì cái đó gọi là nghiện. 3 cấp độ để nghiện. Thứ nhất, chúng ta nghiện về mặt vật chất, đúng không ạ? Tiền bạc, nghiện ăn uống, ok, nghiện mua sắm đồ đạc, ok, rất nhiều người nghiện về mặt vật chất. Thứ hai, chúng ta sẽ nghiện về mặt cảm xúc, nghiện được công nhận, ok, có nhu cầu được công nhận, có nhu cầu được tôn vinh, có nhu cầu được yêu đương, có nhu cầu được thể hiện quyền lực, đó là về mặt cảm xúc. Còn nghiện về mặt vật chất, còn ăn uống, sex, ok, sex cũng nghiện, ăn uống cũng nghiện, tiền cũng nghiện, ok, kiếm tiền á. Thì những thứ đó là những thứ về mặt vật chất, thứ kia là về mặt cảm xúc. Còn cái thứ ba, cái nghiện này tất cả chúng ta đều có mà mình không hề biết. Và thực ra nếu mà các anh chị không đến lớp này, các anh chị cũng chẳng biết là các anh chị nghiện. Có rất nhiều người nói là em không có nghiện à, ví dụ như nghiện điện thoại là một cái nghiện, ok, nghiện công việc là nghiện, nghiện nói xấu là nghiện, nghiện bám là nghiện, nghiện shopping là nghiện, ok. Nhưng cái thứ ba là tất cả chúng ta đều nghiện và mình không biết cho nên mình không bao giờ mình sửa cả. Đó là nghiện thế giới quan sai lầm. Mình nghiện nhìn mọi thứ đến từ đây. Và cái nghiện này á, là nó khiến chúng ta bất hạnh này. Nghiện này nó mới khiến chúng ta nhìn thế giới cực kỳ lệch. Cái thứ ba là mình toàn đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi, than phiền, trách móc, giận hờn, vu vơ, rồi dán nhãn, rồi chê bai. Nó là do mình tưởng mọi thứ nó đến từ nó. Còn nếu mà mình biết mọi thứ nó đến từ mình thế, mình chấm dứt ngay cái việc mình chê bai, chấm dứt ngay cái việc mà chúng ta tấn công người khác, ok, chấm dứt được cảm xúc tiêu cực, chấm dứt được tham sân si, ok. Rồi, cho nên là trong level 6 chúng ta giải quyết được ba, có các phương pháp để giải quyết được cả ba cái loại nghiện này. Loại nghiện vật chất là loại nghiện dễ nhất, nghiện ăn sex là dễ nhất, là chỉ cần cách ly. Nghiện cảm xúc khó cách ly, bởi vì cảm xúc là cái thứ ở bên trong cực kỳ khó, ok. Còn nghiện thế giới quan sai lầm thì nó còn kinh khủng nữa, nên nó có 3 tầng của nghiện. Mà trong cái nghiện về vật chất mới là cái dễ, và cũng ít người, hoặc là cái tỷ lệ nghiện về vật chất không phải là quá nhiều, nhưng nghiện về cảm xúc và nghiện về thế giới quan là cực nhiều, rất rất nhiều luôn, hầu hết chúng ta, bao gồm cả tôi. Nên là cái phần đó thì nó được giải quyết trong level 6. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!